À, đây là do ánh sáng của cái bóng đèn đường này này. Đấy, nó chiếu xuống đây và cây nó đậu như thế nên là các bạn cứ tin mình đi, nó có hiệu quả đấy. Bóng đèn điện là đèn thắp sáng nó có hiệu quả đấy nhé. Đó. Rễ nó vàng ươm luôn này, đấy như củ sắn luôn này. Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong video mới nhất trên kênh Núi Đồi Lục Ngạn. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6 đầu tháng luôn đấy các bạn. Chúc bạn kênh chị em một ngày mùng 1 nhé, mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng, một tháng mới rực rỡ luôn. Thì cái tháng này là cái tháng mà nhiều ngoài Bắc đối mình ấy, thì nó chuẩn bị bước vào tháng ngâu rồi. Cây táo thì có lẽ ở đất miền Bắc mình còn ít người trồng lắm, nhưng mà trong miền Nam, trong các anh chị em miền Nam thì trong đó cũng vẫn là mưa và vẫn đang gọi là trồng nhé. Thì hôm nay cũng gọi là cập nhật với các bạn các anh chị em gọi tình hình cây táo giống chuẩn bị ghép. Đó, cây táo giống chuẩn bị ghép đây. Và thứ hai là sẽ đánh hơn 300 cây táo. Đó, đây cây táo đây. Đó, cây táo này cây táo xuân nhé, xuân vàng. Đó, đây đang cắt đọt đi rồi. Có bầu luôn nhé. Đấy, đây sẽ đánh hơn 300 cây như thế này. Thực ra cây này là cây cây của năm vụ trước, thành ra thời điểm này nó rất là to luôn đấy. Gửi cho anh Tùng tại Tuy Phong Bình Thuận thì anh Tùng đã lấy từ cuối năm vừa rồi rồi. Anh mở rộng thêm nữa thì sẽ đánh hơn 300 cây cho anh ấy. Và một số anh chị em thì lấy ít ít thì mình cũng vẫn gửi, như đặc biệt trong miền Nam ấy. Bây giờ hiện tại giờ chỉ còn táo xuân này, táo kim, đào mật và đại mật thôi, còn Đài Loan và một số táo khác thì hết rồi. Nên để chuẩn đây, còn cái giống mới thì cái cây này thì đội mình chắc chỉ khoảng tầm một số thì ghép được rồi, còn đa phần thì sẽ phải để nó đều nhau ghép thì khoảng tầm 20 ngày đến một tháng nữa thì cây nó sẽ to khỏe sẽ ghép nhé. Còn như ngày hôm nay thì như hôm trước ấy, thì anh bảo là hôm nào đánh thì quay cho anh ấy. Cái này cũng 4 5 hôm rồi nhưng mà thời tiết ở ngoài mình nó mưa suốt các bạn ạ. Ngày nào cũng hai cơn mưa, đêm qua nó vẫn mưa, sáng nay vẫn mưa. Nhưng nó mưa ít ít thôi, bây giờ nó đang đóng cơn nữa. Nhưng mà mình mà thôi cứ đánh lên đi. Nó ráo ráo rồi. Đó, đây, cây nó có bầu nhé. Đây cây có bầu rất là đảm bảo luôn. Lấy như Tùng đợt này là 320 cây. Đợt trước cũng gửi cho anh từ đầu tháng 11, tháng 12 gì đó rồi. Giờ anh quay chụp lên là táo đã ra hoa rồi. Và anh đã ăn thử là quả rất là thơm và ngon. Và nói chung là so với cả táo mà anh đang trồng ở trong đó thì cái giá cả nó cao hơn rất là nhiều. Thơm ngon hơn, chất lượng hơn nên là anh quyết định mở rộng thêm nhé. Nên là anh gửi cho anh. Thì anh bảo cứ đánh lên xong chờ mấy hôm nó không chết thì gửi cho anh. Bảo thực ra là đến thời điểm này cây táo này thì không chết được đâu, nó khỏe lắm, cây nó khỏe, nó già lắm. Đây, đây cây đây mình đã cắt đầu hết rồi, một số nó còn ra quả này các bạn, nó ra quả luôn này, quả chiêm luôn ở trên cây luôn này. Đấy. Đây. Như mọi năm ấy thì ngoài mình cây táo xuân này nó sốt gần như là không còn một cây nào luôn, nhưng mà năm nay thì lại sốt cây táo Đài Loan và cây táo Đại Mật và các loại táo khác nữa. Thành ra là cây này thì của mình, anh em mình còn đang dư nhé, dư của cái vụ mới nhé. Còn cái vụ cũ thì à, vụ vụ cũ còn vụ mới thì đang chuẩn bị ghép đây. Ở phía bên kia cũng còn dư một số nữa đó, nên là với cái tốc độ để đánh và gửi thì các anh chị em ở trong Nam có thể ok nhé. Đấy, đánh và gửi đảm bảo yên tâm luôn nhé, bao sống bao bao sống bao khỏe bao đẹp chứ không là cũng không 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 lo đâu nhé. Đó, thời điểm này rất yên tâm rồi. Đó, đây, toàn bộ là cắt hết đây. Nó lại nắng nắng lên này. Còn táo như một số anh em như trong Cà Mau này, như anh các anh chị em ở trong Cà Mau rồi một số anh em cũng chụp và cũng gửi lên này. Quả táo hiện tại giờ trong đang thu nhé. Và bán 20 cân táo hồng và quả nhìn rất là ngon luôn này. Phía cây có quả luôn này. Cây quả. Đấy, cây giống này, ở bầu này. Lên đến phía đây có quả luôn này. Đây nữa. Làm bonsai tốt mà, loại này làm vải thì bây giờ đang phải phun giữ lọc rồi các bạn. Sau gọi là sau thu hoạch. Tất nhiên là cái vườn năm nay là không có quả nào luôn đấy. Bây giờ cắt tỉa đi để phun cho giữ cái lọc cho sang cho chuẩn bị khoanh cho cái vụ 2025 đấy các bạn. Đang chuẩn bị đánh thì lại thấy cơn mưa các bạn, thấy cơn mưa đây,
cơn mưa phía bên này nó lại đen xì nên là phải dừng nhé. Đây các bạn này, nó lại như muốn mưa luôn này. Thực sự là chán mưa rồi. Và còn thối đất thối cát ra luôn này. Đây, cơn mưa đây. Nó lại đóng cơn cái là mưa ngay, giờ tiện mưa thế chứ lị. Cái phun cố gắng giữ lọc khoảng 2 đến 3 lớp lọc là ok thôi. Sâu nào, cây nào sâu ấy. Phun cái này nó hạn chế gió là ok nhé. Gió nó quẩn vào người rất là sợ luôn. Như tầm này nó phun là đẹp này, hy vọng là nó không mưa. Hay là phun lúc sâu đấy, chỉ cần phun khoảng tầm sau 30 phút hoặc 1 tiếng nó mưa cũng được. Sâu nó cũng chết hết. Vì cái sâu này đa phần là sâu đo với cả sâu cái sâu đo với cả cái sâu ăn lá vải nó rất là dễ tiêu diệt. Ở vườn nửa dưới này thì cắt đầu, nửa trên này thì không cắt đầu. Rồi, còn bây giờ thì ngoài cái việc mà chăm vải, chăm táo các bạn nhé, tức là mình anh em vẫn chia sẻ là một cái năm mà thất thu, vải đã bằng không rồi thì hy vọng là vườn táo gọi là có quả và được mùa được giá, chứ còn nếu không là đội anh em mình móm nặng các bạn ạ. Một năm mà thất thu như thế thì khủng hoảng luôn đấy, không có gì cả. Đó, nên là chăm chăm lộc vải, chăm táo nhưng vẫn phải duy trì lộc vải, và chăm vải thì vẫn phải chăm táo các bạn nhé. Đó, đây con sâu đây, nó ăn đang ăn lá vải đây. Đây, nó dựng đứng luôn này, các bạn nhìn thấy chưa? Đây, đây con sâu đây. Đây này, sâu này rất là dễ trị thôi. Đó. Rồi, bây giờ sang chờ chờ, nếu mà không mưa hết qua cái cơn này thì sẽ đánh nhé các bạn nhé. Đánh để cho nó, đánh cây táo lên để cho ráo đi rồi sẽ gửi cho anh Tùng nhé. Còn mình xuống cái vườn táo đại mật giống ấy, thì những cái cành này đây các bạn nhìn này, sức sống của nó quá mãnh liệt luôn này. Cạo hết rồi nhé, cạo khoảng tầm 50 phân này. Thế bây giờ nó lại kéo dây xuống này, nó lại lên, nó lại sống ở phía trên này. Đó, nên cái chỗ này mình vẫn để nhé, mình vẫn để. Còn vẫn cái để mầm ở dưới, còn để mầm ở trên này thì đợt tới mình sẽ cắt để làm mắt ghép ấy. Đó. Đây còn những cái cây táo mà táo xuân ấy, thì mình bỏ đi. Nên mình sẽ hủy những cái cành này đi nhé. Hủy gốc này đi cho nó chết. Bỏ hết cành đi. Này, phá toàn bộ gốc này đi nhé. Còn gốc nó để tùm này thì mình bảo mình sẽ để đợt tới mình cắt tỉa cành để ghép ấy, thành ra là mình cứ để nguyên si luôn. Còn đợt tới mình khi cắt tỉa xong mình sẽ chỉ để khoảng 4 cành thôi. Đó. Lá đại mật đây. Mùa này thì nó mưa và nó lên cỏ. Mưa quá nhiều và lên cỏ thì cũng quá nhiều luôn. Bảo chờ để đánh. Để chờ để đánh đi. Mưa rồi, không đánh được nữa rồi. Phải tạm thời dừng. Có lẽ là hay là cũng lại không đánh được nữa chứ, lại mưa to lên. Chờ tạnh mưa tính tiếp nhé, nếu mà mưa bé. Chạy thôi, không đánh được nữa rồi. Bên này ông anh mình thì vẫn đang đỏ. Rất bực cái thời tiết này như thế các bạn, mưa không làm được gì luôn. Thủ mình cũng tỉa một chút nhé, rồi xong lên đánh nhé. Cơn mưa nó đấy, nó lại kéo qua rồi. Tóm lại chắc khả năng nó không mưa to đâu. Đấy, cái này mình bỏ này. Nếu cái này mà để ghép, lấy mắt ghép thì được khối rồi đấy. Nhưng mà chưa ghép nên là cứ bỏ cắt đi đã. Nó lại mưa ra giọt nữa. Lại mưa tiếp thì phải. Đây. Cây bên này cũng rất là tốt. Giờ mình cũng cắt tỉa đi nhé. Để khoảng 4 cành thôi. 4 cành về 4 hướng thôi. Còn lại bỏ hết cho cái chỗ này đi. Còn cây
cây này thì đợt trước mình đã cắt một lần rồi, là cắt tiếp đây cho nó trụi lên đi nhé. Thời tiết thì vẫn đang mưa. Cái đống này các bạn nhìn thấy mận nó bao nhiêu mận, rất nhiều mận to nhé, nhưng mình cũng bỏ này, mình đạp để cho nó gãy đó. Đây nữa này, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mầm. Giờ mình cắt đi thêm một mầm to nữa. Mình cắt mầm này nữa. Đây, cắt mầm này là còn 4 mầm này. Ui. Đó. Đây, cảnh này rất là bự. Cảnh này cao mét luôn nhé. Mình cũng chả để gọi là ấy nữa, cành ghép ở sau cắt lên phía trên cũng rất là nhiều nhé. Ở phía bên kia nữa cắt này cũng rất là nhiều luôn. Còn phía bên này thì mình cũng đã cho lắp bóng đen rồi đấy. Bên này thì bóng này hơi thấp các bạn, bóng này hơi thấp nhé, nhưng mà cũng đã, nói chung là năm nay thì đội mình cũng ở khu mình thì cũng lắp nhiều bóng đen và cũng thấp, chiếu sáng nhiều ấy. Thì nhiều bác cũng bảo là có tác dụng, nhiều bác nó không tác dụng, nhiều bác bảo thanh long nó mới có thôi, còn lại hoặc là một số cây hoa nó mới có tác dụng thôi. Đấy, còn thì cũng không, cũng gọi là táo lại không có đâu bao nhiêu, mà thôi nói chung là tùy kinh nghiệm của mọi người, của các bác đó. Còn táo đây thì mình cũng bắt đầu hôm nay khoanh rồi các bạn nhé, hôm nay bắt đầu khoanh rồi, khoanh và bịt luôn này, khoanh luôn này đó. Khoanh và thắp bóng rồi nhé. Thực ra là đội mình, tại sao đội mình thắp bóng là bởi vì là đội mình thấy nó có hiệu quả. Thực sự là mình cũng thấy cảm nhận nó có hiệu quả. Vì những cái cây nào nó gần bóng đèn đường ấy là nó ra rất là sớm và quả rất là sai. Nên thôi, các bác nào làm cũng được mà không làm cũng được. Cái việc này thì mình cũng phải chia sẻ là để cho các bác tham khảo vận dụng thôi. Còn lối khoanh đây, đó, cho các bạn xem lối khoanh đây nhé. Khoanh năm nay khoanh nhỏ hơn này. Để mình cho anh em khoanh và bọc lại luôn nhé. Đó, đây. Đó. Đó, khoanh và bọc lại như này thôi. Lối khoanh rất là nhỏ và cũng đã hãm rồi. Gốc như này là gốc to rồi các bạn, cây này là cây to rồi. Còn nhiều đám nó này, cây nếu mà nó kẹt rễ không lên được là cây nó rất là nhỏ và xấu nhé. Còn như cây này là to và xanh này. Xử này là xử lý như này là cây đã tôi là khỏe rồi đấy. Còn bây giờ thì mời các bạn sẽ lên đánh cây với mình nhé, gọi là đánh cây, cây táo gửi cho các anh chị em nhé. Tháng 7 vẫn đánh cây, tháng 7 dương vẫn đánh cây và tháng 6 âm vẫn đánh cây đây. Tạnh mưa rất là may, không mưa nữa nhé. Giờ lên đánh đi các bạn. Cây của nó khỏe, nó rễ của nó mọc màu đen nhé, nhưng không phải là rễ thối đâu này, nhưng mà sau có thể vẫn cắt tỉa đi nhé. Rễ thì nó quá là dài, sợ đóng nó cồng cành. Đây, rễ nó màu, nó màu đen đen này, đó. Đây, bóc ra cào nó ra màu trắng luôn này. Đây, đó. Đây nữa này. Đó. Cái này vẫn phải tỉa rễ bớt đi. Đánh thì vẫn hơi dính dính một tí ấy, bởi vì nó vừa mưa xong này, nó không ráo đất được ấy. Mỗi tội là đánh không nhàn như lúc đầu vụ tháng 10, tháng 11, tháng 12 vừa rồi. Bây giờ rễ nó lên khỏe nên là đánh nhức người lên luôn này. Đó, nói chung là sẽ cắt bớt đi và để như thế này là ok rồi.
chứ không là nó rất là to nhé. Về thì sẽ để khoảng mấy ngày nhé, để lại mấy ngày xong thì sẽ đóng gói và gửi về cho anh nhé, chứ không là mọc cồng cảnh lắm. Cái này vẫn phải cắt tỉa bớt đi, cảnh cắt tỉa bớt đi này. Ui, nhìn nó như cục sắn đấy nhỉ. Nhìn như cục sắn đấy. Thối đâu. Đâu. Đầu, ừ. Cái đầu rễ nó vẫn đầu rễ, đầu rễ nó vàng ươm luôn này. Đấy, như cục sắn luôn này. Nó nặng lắm, một cái gốc. Một cái gốc này nó phải nặng bằng gấp 3 lần cái gốc mà đánh nó tháng riêng tháng 2 các bạn. Bây giờ nó là tháng 7 rồi. Đây, nó rễ nó như cục sắn này. Đó, và rễ của nó đây. Rễ của nó màu đen này, nhưng mà rễ nó màu đen chứ nó không màu vàng như thời xưa nữa. Đấy, và rễ của nó rất là khỏe nhé. Đó. Đen khỏe, đen đẹp. Đó, còn phía trong này thì các ông bà, cô chú cũng làm táo đẹp ghê đấy. Mình mà mưa mưa thế là cuối cùng là phải dừng dừng lại tí các bạn ạ. À, không đánh nữa, chờ tí mai ráo hận thì hãng đánh. Đó, cây táo đang chuẩn bị còn có hoa nữa luôn rồi đây. Và ô, có quả luôn đấy chứ. Ôi, có hoa mà có quả luôn rồi này. Quả nhiều thế. Mỗi cây này ác thật đấy. Đây, tất nhiên là vườn này thì cũng vừa mới mắc điện thôi nhá. Vườn này mắc điện này, của nhà ông cụ nhà mình đây thì mắc điện, làm thêm cả, làm thêm cả chụp đèn nữa này. Đây, có cây này toàn bộ quả ra, nhiều quả, quả thế các bạn này. Đây, quả chiêm chứ không hay là quả mùa. Đó, đây, quả này. Đây nữa này. Đây này, đây quả chiêm nhé các bạn nhé. Đó, quả đây. Phía ngoài này nhiều thật. Cây thì rất là đẹp nhé. Đây nữa. Đây, những quả chiêm nó to tướng luôn. Đây, quả này là hỏng rồi này. Những quả này thì nếu mà có thì các bạn ngặt đi này. Ngặt này. Ngặt này. Ngặt này. Đó, đây, ngặt bỏ đi này. Đây, chỗ này còn cực kỳ sai nhé. Sai lắm. Quả to, lớp lớp này lớp quả to nhé. Còn lớp lớp quả nhỏ nó đang ra nữa cơ. Đây, lớp quả nhỏ đây nữa này. Đây, quả to này, quả nhỏ này, quả to mình ngặt luôn đi này, đây, quả nhỏ này. Thật ra quả này thì cũng vẫn ngặt bình thường nhưng mà thôi cứ kệ nó. Đây, lớp này đang đậu này. Các biết tại sao? Vì ở trên này có cái bóng đèn này, bóng đèn của cái đèn đường này này. Đó, đây, nó đang ra, và đang ra rất nhiều hoa luôn nữa này. Đây, hoa và ra đậu luôn này. Đây nha, đó, đây là do ánh sáng của cái bóng đèn đường này này. Đấy, nó chiếu xuống đây và cây nó đậu như thế nên là các bạn cứ tin mình đi, nó có hiệu quả đấy. Bóng đèn điện, đèn thắp sáng nó có hiệu quả đấy nhé. Đó. Cái này thì ra hơi sớm. Đó, còn ở trên cây thì còn nhiều lắm. Đây, hoa nó còn cực kỳ nhiều luôn và ra đến đâu là đậu đến đó luôn. Đây, các bạn nhìn này. Đấy, đậu kìa, đậu quả kìa. Đậu đây. Đó, thì hôm nay giới thiệu các bạn, các anh chị em gọi là thời điểm này đánh cây táo giống nhé. Và gọi là làm táo cũng như là chuẩn bị cho vụ mới nhé. Chăm sóc táo, chăm sóc cây táo, chăm sóc vườn táo. Và cũng xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn, các anh chị em ở trong các video clip tiếp theo. Còn các anh chị em trồng táo nhé, trong miền Nam trồng táo là mình chỉ vẫn cần liên hệ với mình nhé. Còn thuốc thang bệnh tật các loại bệnh tật phụ kiện về cây táo thì cũng alo cho mình nhé. Mình vẫn gửi hàng ngày cho các bác, các anh chị em trong khắp ba miền luôn ạ. Và cũng xin cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại các bạn.